nào giờ đang nhớ là mẹ tôi đó. Tôi nói mới nói vừa xong đây một trốn bọc quân của Ma Lưu Quốc nè. Đừng có thả thính bố. Ok. Canh mê ai? Canh mê tôi à? Hello, xin chào mọi người đã quay trở lại với video tiếp theo của mình. Vâng, và có lẽ như đây là video cuối rồi các bạn à. Cũng vài ngày nữa là đến Tết rồi. Và tôi ăn Tết xong tôi phải chấp nhận nghĩa vụ của tôi thôi. Đó. Vâng, và có lẽ đây sẽ là video mà tôi làm lần cuối cùng. Đó, thì mong mọi người có thể tiếp tục ủng hộ cho mình. Trong 2 năm mình vắng kênh YouTube này thì mình cũng đã đăng những clip mà hẹn giờ công chiếu cho các bạn à. Đó, thì mỗi giờ công chiếu thì nó sẽ lên video thôi. Vâng, và những video đấu bài tôi cũng đã làm được 2-3 cái rồi. Đó, thì mong mọi người có thể ủng hộ tôi và ở lại kênh của tôi, giúp tôi có thêm tương tác nhé. Còn bây giờ thì nói việc chính của chúng ta là hôm nay tôi sẽ cầm trang phục One Hell năm 2022 nhé. Đó, ùa lại năm cũ và chúng ta đón vào năm mới. Năm mới đến, những trang phục One Hell cũng có mới và trang phục chị Quang cũng mới, nhưng mà hôm nay tôi sẽ ôm lại kỷ niệm cũ. Đây, ôi trời, từ từ. Này, bộ đỏ, thơm ngon đây. Ôi Batman ơi, từ từ khoan anh ơi. Khoan từ từ nha. Đó, chỏ một cái, ôi từ từ, tem tôi đóng mà, tem tôi, ôi từ từ. Từ từ, ôi sợ bê ơi, cứu tôi. Rồi xong rồi, dính bẫy, ủa cái gì vậy mày trời. Ôi chạy mắt chép luôn rồi. Thôi, tha mạng đi. Đây tôi chén luôn đám lính này mới được. Đó. Thì cái bộ trang phục này là cái bộ các bạn được free năm 2022, đầu năm mới năm 2022. Mình đánh giá cao về bộ trang phục này vì hiệu ứng rất đẹp. Ôi Batman kìa, từ từ. Batman lý xịt rồi. Với tiêu chí của One Hell là nhà lên phép. Bây giờ ai cũng lên phép rồi thì tôi dần ủng hộ cái việc lên công nhé. Và đây là một mạng của tôi. Ôi trời, sợ BKS rồi. AD hỗ trợ hai mạng rồi. Đấy, hôm nay thì sẽ cầm với biểu tượng quan heo lên full công. Đó, chứ không full phép nữa nha. Ai cũng full phép hết. Nhưng mà bây giờ chúng ta đổi lại cái ông meta đây. Tôi vẫn thích full công các bạn à. Đó, nhà bây giờ lên phép rồi. Nhưng tôi vẫn thích lên công. Hôm nay sẽ múa quan heo lên công cho các bạn xem nhé. Ôi trời ơi, lý tay một mạng quan heo. Ôi trời ơi, lại bị mất một mạng rồi. Ôi, hỗ trợ 4 mạng luôn. Quan heo nãy giờ team mình ăn 6 có 1 rồi. Nhưng mà tôi vẫn không nằm lìa các bạn ơi. Ngoài ra thì cũng rất là buồn vì mình không thể up những clip mới dành cho mọi người. Đó, bây giờ mình chỉ làm những clip cũ để đăng thường xuyên vào những năm 2023 và năm 2024 thôi các bạn. Đó, cho nên mọi người có xem video mà thấy map cũ hoặc là trang bị mới thì các bạn hiểu rồi đấy. Mình lấy những video cũ mình đã làm rồi nhưng mình hiện giờ công chiếu thôi. Sao bạn chửi mình làm gì bạn đâu bạn chửi mình? Đó, thế mà tới ngày đó thì video đó sẽ được công chiếu lên. Chú ý là giữ cho kênh mình có tương tác để khi mình về thì mình sẽ tiếp tục công việc làm YouTube của mình. Đó, từ từ khoan anh em. Từ đây tôi ăn xong cái này à. Rồi có thể thêm bạn đang cố hợp lực mà đi chung. Thì tôi vẫn tiếp tục đi farm thôi. Này núp lùm coi. À có ai đi qua không nè? Rồi không ai luôn à. Đó, tiếp tục dài farm tiếp đám lính này. Bây giờ thì mình đã có đôi giày rồi. Tổng sát thương của anh heo lên cũng khá là ngon cho các bạn. Đó, cửa đắc kìa các bạn. Ôi mà bây giờ ở cửa đắc nó trong bụi các bạn à. Ôi đó thấy chưa, tôi biết ngay mà. Ôi móc rồi được. Mà không, tem tôi đây nè. Móc mấy tôi phải sợ. Đó, vô luôn. Này cửa đắc. Cho tôi một mạng dành cho One Hell. Và chúng ta sẽ có đôi mạng ngay đây. Ôi trời, ông núp sâu quá. Thôi, từ. Khoan thôi, bây giờ mình rút lui đi. Chứ bây giờ mình đứng đó cũng đâu làm được gì đâu. Bây giờ biến về lên đồ nào. Nhìn sơ qua thì cờ rắc đang thủ trụ. Đây bây giờ tôi phải nấp sau con lính này. Sơ một cái là cờ rắc nó móc vô trụ là xong trong đó luôn á. Từ từ thôi AD ơi. Từ thôi sơ B ơi. Từ. Đây giờ tiếp tục là farm tiếp đi. Ôi ông AD lên vô kìa. Khoan. Đó rồi tôi biết ngay mà sơ hơn một chút là móc. Ôi hút sơ B tôi à. Này thì không hút AD. Hút sơ B à. Và đây là đôi mẹ dành cho One Hell. Vâng, và cờ rắc nấp cũng không tốt đâu. À, móc xịt rồi, đôi mạng dành cho One Hell là double kill.
One Health bây giờ đã là 3-0 rồi các bạn à, hỗ trợ 4. Nhưng mà bây giờ là đã 3-0 rồi, quá tuyệt vời rồi. Chén luôn cô bộ đội thật là tuyệt vời, nhưng mà Batman đã vui rồi. Batman phải bỏ mạng ở đây thôi. Ôi ôi dạ ta, ôi trời ơi sự bể của tôi. Nhưng mà không sao, tôi sẽ trả thù giùm cho bạn. Đây đi đâu, chim một cánh hy sinh. Rồi giờ khoan từ từ anh ra. Gặp ninja thì mình phải rút lui thôi. Từ từ đó, farm nốt cái này xong rồi đi về hồi máu tiếp, rồi đi giao tranh tiếp chứ. Đó 5-0 hỗ trợ 4 rồi, quanh heo cũng ok rồi nha. Đây có chuyện gì, ở đâu có giao tranh, ở đó có tôi. Đó 1500 mấy đam rồi, 1600 rồi, thấy không à, liệt gia đam quá trời luôn. Rồi từ từ có chừng chim bay, chim có một cánh chim bay đó em, tôi biết ngay là chim bay tốt mà. Nhưng mà gặp quanh heo rồi, ôi đỡ mà kêu ông huyền thoại dành cho quanh heo thì đấy do... Đỡ mà kêu dành cho quanh heo. Ôi cờ rắc đứng làm gì đây, chủ cũng nấy rồi ném đây đó, tôi biết ngay mà. Từ từ khoan anh cờ rắc à, đó trời ơi sực anh cờ rắc trong trụ luôn, thần thánh luôn. 8-0 hỗ trợ 4, ôi trời 8-0 nha, 8-0 bây giờ vẫn chưa mất một mạng nào, dán mà giữ. Bây giờ là tiếp tục đi farm tiếp. Thì cũng gần năm mới rồi, thì mình cũng xin chúc mọi người có một cái năm mới thật là vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình nhé. Vâng, cảm ơn mọi người rất nhiều cũng đã ủng hộ cho mình suốt một năm thời gian xem video của mình. Đây rồi, và đây là Batman. Batman đâu rồi? Rồi Batman hy sinh rồi, chưa kịp lên xử lấy mạng thứ 9 nữa. À không sao đâu, lên nó cãi thì cũng thấy kỳ quá. Ôi trời ơi, Crack ơi, ôi trời ơi, xong em rồi Crack ơi. Một lần kéo bay luôn số 0 để lại số 1 luôn. Trời 8-1 rồi, kỳ thiệt á. Đây rồi, Hayate. Thấy Hayate rồi, ôi Hayate hy sinh. Ôi lâu reo có lẽ ăn nhiều nha. Đây bây giờ là tiếp tục farm luôn cái trụ này, lấy luôn cái trụ đường giữa nhé. Đó cái trụ đường dưới cũng có thể lấy được kìa. Đây tôi sẽ lấy luôn. Ôi Batman chạy đâu, một bồn ti đó. Đó lấy luôn hai cái trụ. Rồi ok rồi. Muốn quên luôn à, ôi trời. Ôi móc sờ bê luôn là xong luôn. Nhưng mà không sao, tôi có cung tà ma mà. Có cung tà ma cứ quẩy lên nào. Đó trời ơi, đánh mà điện thoại lắc luôn á. Nhưng mà không sao đâu, đứa mà kêu dành cho quan heo. Ôi trời, pha đó lắc tôi tưởng là tôi xong đời rồi chứ. Từ từ khoan, đi về đây. Bây giờ tôi có cung tà ma mà, tôi đi lý là tôi cũng lên máu rồi thôi. Ôi wait a minute, trời xíu nữa cũng nhờ con lính che đầu rồi nha, nếu không là tôi cũng bị móc rồi. Vâng thì cũng là gần năm mới rồi, thì mọi người ủng hộ cho mình một nút like, một nút đăng ký nhé, cũng giống như là lì xì cho mình đi đó. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Còn bây giờ thì chúng ta tiếp tục ăn con tà thằng. Ôi mà không ai phụ tôi, ôi trời bếp anh, ôi trời sao canh me đâu hay thế nha, ôi kỳ thiệt chứ, canh me đâu hay thiệt. Bây giờ tôi phải đánh tôi cẩn thận các bạn ạ. À. Mà nào giờ đang dưới là mẹ tôi đó, tôi nói mới nói vừa xong. Đây một trốn bật bụng cung là ma lưu quốc nè. Nam nam, ngu dốt. À canh me ai, canh me tôi à. 11-2, trừ cái tội mà canh me nhá. Đó, thế mà quan heo mà có trốn một cái mà đứng gần xã công ty là cực thấm luôn. Xí chút nữa là mình cũng cho Batman một mạng rồi. Batman xíu nữa là tiễn mình về đêm số rồi các bạn à. Nhưng mà không sao, cũng do mình hơn. Với lại phần có cung tà ma, nếu không có cung tà ma là có thể là hy sinh luôn các bạn, bay hết một mạng luôn đấy. Đây bây giờ tiếp tục là mình phải đi nếp gần sờ bê chút các bạn. Bây giờ là đến nỗi là các bạn tên bạn cứ đi săn tôi không à. Đó, nhất là Batman đó, không lên mắt là Batman cứ săn tôi. Đây cửa đất à. Ui là trời, đâu cho nổi áo đen lòi ra vậy. Đó tụi nó đâu có sai đâu các bạn, săn tôi liên tục thôi. Mà bây giờ là có thể bắt tôi phê tưng luôn ấy. Không có cung tà ma nữa, mà pha đó thì ba người chụp đầu vô mình thì bật cung tà ma nữa, đường nào cũng xong thôi. Vâng, có lẽ như team mình muốn đập chuỗi các bạn à. Vâng thì cảm ơn mọi người đã dành thời gian theo dõi video của mình trong suốt thời gian qua. Vâng thì trong khi mình hoàn thành nghĩa vụ xong thì mình sẽ tiếp tục về làm clip cho mọi người nhé. Vâng thì mong mọi người có thể ủng hộ cho mình bằng một nút like, một nút subscribe nhé. Rảnh rỗi thì đừng quên vào kênh của mình và xem lại những video của mình nhé. Để có thêm tư tế nha. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Chúc mọi người có một năm mới nhé.